Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình ngày hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Cần đổi mới ngành đường sắt. Đắk Lắk cuộc sống ở thôn nhiều không? Lai Châu phá chuyên án ma túy thu giữ 2 bánh heroin. Cảnh báo tình trạng lây chéo trong mùa dịch tại bệnh viện. Thưa quý vị, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ngày 14 tháng 8, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho rằng vận tải đường sắt đang kém hấp dẫn, kém sự cạnh tranh. Và nội dung này cũng sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng công ty năm 2016 đạt 6.500 tỷ đồng, so với năm 2015 giảm 12%. Đường sắt hiện đang kém hấp dẫn, kém sự cạnh tranh, trong đó có lý do về chất lượng dịch vụ và tính an toàn của đường sắt. Thứ nhất, và chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng ty ở thời điểm từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 đến thời điểm kiểm tra hôm nay. Thứ hai là yêu cầu Tổng ty báo cáo toàn bộ các giải pháp bảo đảm cho vấn đề tăng trưởng. Vậy thì thực hiện chỉ thị 24 của Thủ tướng thì Tổng ty đã có những cái giải pháp gì để tăng trưởng về sản lượng, về doanh thu vận tải của ngành đường sắt năm 2017 để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ là 7,19% như đã nêu ở ban đầu. Giải trình các vấn đề mà Thủ tướng đặt ra, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh cho biết, các phương thức vận tải khác tăng trưởng qua các năm, nhưng đường sắt bị giới hạn bởi kết cấu hạ tầng không mở thêm được, thậm chí giảm dần qua thời gian. Do đó sản lượng không giảm, nhưng thị phần giảm đi rõ rệt so với các phương thức vận tải khác. Trước thực tế này, ngành đã tìm nhiều giải pháp khắc phục, một mặt đảm bảo an toàn cho hành khách, mặt khác nâng cao chất lượng vệ sinh, chất lượng dịch vụ. Ngành chuyển hướng tập trung khai thác vận tải hành khách ở cự ly trung bình với nguyên tắc nâng chất lượng dịch vụ bằng giá, đồng thời tập trung vào vận tải hàng hóa tuyến đường dài, khối lượng lớn nhằm giảm chi phí bốc xếp, hạ giá thành. Thưa quý vị, lĩnh vực đất đai luôn là vấn đề phức tạp, phát sinh nhiều khiếu kiện đơn thư kéo dài và vượt cấp. Khiếu kiện đất đai luôn chiếm hơn 95% tổng số đơn thư so với các loại khiếu kiện khác. Trong những năm gần đây, tính chất các vụ việc khiếu kiện đất đai ngày càng phức tạp và kéo dài. Vậy đâu là nguyên nhân chính của tình trạng này? Sau đây là tìm hiểu của phóng viên chương trình. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được hơn 1.539 lượt đơn khiếu nại. Trong đó, lĩnh vực đất đai vẫn chiếm số lượng nhiều nhất là 95,26%. Cũng thời gian này, trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp hơn 7.000 lượt công dân đến khiếu kiện. Trong đó, có tới 1.500 vụ việc liên quan đến đất đai, chiếm 65,4%. Tất cả các cái công trình, dự án phục vụ cho an sinh xã hội, phục vụ cho an ninh quốc phòng thì người dân rất ủng hộ. Đấy. Tuy nhiên là những cái dự án mà phát triển về kinh tế xã hội, đặc biệt là các dự án mang tính kinh doanh, thì cái việc thu đất, thu hồi đất của nhân dân để mà xây dựng ở đấy, cái mức đền bù giữa người dân với nhà nước, với doanh nghiệp thì nó chưa khác nhau. Thực tế, trong nhiều năm qua, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở cấp cơ sở còn hạn chế. Việc giải quyết khiếu kiện của người dân không đi kèm với đối thoại, hoặc việc đối thoại chỉ mang tính hình thức. Do vậy, rất nhiều vụ việc sau khi đã giải quyết không nhận được sự đồng thuận của người dân. Để hạn chế khiếu kiện về đất đai, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về quản lý sử dụng đất. Khi thu hồi đất, cần công khai minh bạch giá đất đền bù, tham vấn cộng đồng trước khi triển khai các dự án. Đồng thời cần có kế hoạch hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp ổn định cho người dân. Có như vậy mới nhận được sự đồng thuận cao và hạn chế tình trạng khiếu kiện như hiện nay. Nối tiếp chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, càng gần những ngày lễ Tết thì câu chuyện chặt chém khách du lịch lại càng được nhắc đến nhiều hơn. Vì lợi nhuận, các quán ăn dịch vụ sẵn sàng buộc khách hàng phải chi trả gấp 4 đến 5 lần. Khách hàng thì ngậm ngùi tức giận, còn các quán xá thì đang làm xấu đi hình ảnh thân thiện và hiếu khách mà người Việt đã xây dựng lâu nay. Ngày 7 tháng 8, hai du khách người Anh và Thái Lan đã đến công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng trình báo việc bị quán ăn HD
tại khu vực chợ đêm Đà Lạt đã có hành vi gian dối trong hóa đơn tính tiền khi ăn uống ở đây. Chỉ gọi 2 tô bún, 1 đĩa gỏi gà và 1 đĩa lòng gà nhưng phải thanh toán đến 460.000 đồng. Hay chuyện của nữ du khách Hàn Quốc bị tài xế taxi chặt chém 700.000 đồng khi đi 6 km từ sân bay về khách sạn, trong khi đồng hồ tính cước chỉ hiển thị hơn 50.000 đồng cũng làm nhiều người ngán ngẩm. Đi du lịch là để vui chơi giải trí, mình tìm những cái món ngon vật lạ ở khu đó mình thưởng thức, nhưng mà cái giá nó không hợp lý làm cho mình thất vọng. Cảm thấy không muốn đi lại chỗ đó lần nữa. Hiện đang là dịp cao điểm du lịch nên lượng du khách sẽ đông hơn, kéo theo dịch vụ kinh doanh phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Tuy nhiên, việc lợi dụng đông khách nâng ép giá, không bán đúng giá niêm yết của một vài cơ sở, làm xấu đi hình ảnh thân thiện bến khách của Việt Nam đối với du khách. Vì vậy, để hạn chế tình trạng trên, trong thời gian tới, đặc biệt là những ngày gần lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các đơn vị quản lý du lịch cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh dịch vụ. Không chứng minh nhân dân, không sổ hộ khẩu, không giấy đăng ký kết hôn v.v. Thưa quý vị, đó là thực tế đã và đang tồn tại hàng chục năm nay đối với 252 hộ dân ở thôn Bình Lợi, xã Cư Mờ Lang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Không một giấy tờ tùy thân nào, cuộc sống của bà con nơi đây vô cùng khó khăn và thiệt thòi. Thôn Bình Lợi, xã Cư Mờ Lang với 100% dân số là đồng bào dân tộc Dao, Mông, Tày, di cư từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp tại vùng đất này. Những hộ đầu tiên vào lập làng sinh sống cách đây đã trên 20 năm. 22 tuổi, chị Hầu Thị Xía sinh con đầu lòng được 3 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa làm được giấy khai sinh cho con. Vì mình không có hộ khẩu với lại không có giấy kết hôn nên người ta không làm cho. Trong thôn, phần lớn trẻ em chỉ học hết tiểu học vì không đủ điều kiện vào học tại trường dân tộc nội trú của huyện. Phải có hộ khẩu thường trú 3 năm đến 5 năm thì mới được đi học, buộc bây giờ con cháu phải nghỉ. gửi ra ngoài học nhưng mà không chịu ở thì bây giờ phải cho ở nhà, cho trụ nội trú nhưng mà không được học. Lãnh đạo xã Cư Bờ Lan cho biết do toàn bộ diện tích đất ở đất canh tác của người dân đều là xâm lấn đất rừng nên không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không thể làm hộ khẩu và các chế độ trợ cấp cho bà con. Thưa quý vị, với tính chất khai thác tận diệt, giá cao là hình thức đánh bắt bị cấm. Tuy nhiên, do nguồn lợi lớn đem lại nên rất nhiều đối tượng vẫn sử dụng hình thức khai thác này. Trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, những ngày gần đây, nạn giá cao đang diễn biến phức tạp với nhiều tàu ngoại tỉnh hoạt động ngang nhiên. Nhiều người dân không thể đi khai thác vì sợ hỏng ngư lưới cụ. Hơn một tuần nay, nhiều người dân đánh bắt xa bờ ở xã Phú Thuận không thể ra biển đánh bắt vì sợ gặp tàu giả cào. Ngư lưới cụ của họ đã bị các tàu giả cào làm hư hỏng. Người dân bùa thì đi xuống bơi xuống lầu thì đã 1 lý, 2 hải lý thôi. Là khi mà gặp giá cao là người dân là thấy là rất bức xúc. Mặc dù cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt nhưng các tàu này vẫn hoành hành, bởi số tiền phạt có lẽ không thấm vào đâu bởi nguồn lợi mà họ thu được từ hình thức đánh bắt tận diệt này. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay chỉ có một tàu kiểm ngư đã hoạt động 20 năm nay, có công suất nhỏ và lạc hậu so với các tàu giá cao. Cùng với việc các tàu này hoạt động theo nhóm và sẵn sàng đập tiền phạt cho nhau, nên việc tuần tra xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Thủ đoạn là theo hệ có hệ thống là từng đoàn một là sẽ có người ở vùng ngoài sẽ kiểm mình khi thấy lực lượng chức năng bị phong mà ra là sẽ thông báo cho các tàu khác để chạy. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ chủ trì ra quân truy quét tàu giả cào xâm hại vùng biển ven bờ, đảm bảo an ninh. Hy vọng với sự vào cuộc mạnh tay của lực lượng biên phòng và các đơn vị chức năng liên quan, vấn nạn tàu giả cào sẽ được xử lý triệt để, đem lại sự an toàn cho cư dân cũng như đảm bảo môi trường biển. Tiếp tục với các thông tin nông nghiệp đáng quan tâm. Thưa quý vị, trong vòng một tháng trở lại đây, giá ốc hương trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa liên tục giảm khiến cho người nuôi bị thất thu. Cụ thể, cách đây hơn một tháng, ốc hương kích cỡ 150 con một ký được thương lái thu mua với giá 310.000 đồng một ký. 10 ngày sau giảm còn 250.000 đồng một ký và hiện nay giảm còn 180.000 đồng một ký. Những người nuôi ốc hương cho biết, nếu giá tiếp tục giảm thấp hơn mức 140.000 đồng một ký, người nuôi sẽ lâm vào cảnh thua lỗ. Nguyên nhân được xác định là do ốc hương đang được người dân thu hoạch rộ. Thị trường chủ yếu phụ thuộc vào xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc nên rất bấp bênh. Toàn huyện Vạn Ninh hiện có 400 hectare ốc hương được nuôi ở các khu vực ven biển như Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ, Vạn Hưng. Diện tích này chủ yếu là từ diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng chuyển sang. Thưa quý vị, tại Quảng Trị, hàng năm cứ đến mùa trái cây ở trong nước,
thì giá chuối trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa lại bị xuống giá. Đặc biệt năm nay giá chuối giảm sâu, cộng thêm cơn bão số 4 đã làm gãy đổ và hư hỏng chuối của người dân. Hiện tại trên 1.000 hộ dân chuyên canh cây chuối ở nơi đây đang gặp nhiều khó khăn. Đây là chợ Tân Long, là chợ đầu mối thu mua chuối của huyện Hướng Hóa. Đã vào buổi cao điểm thu mua chuối nhưng lại rất vắng vẻ. Giá một đại chuối chỉ khoảng 2.000 đồng. Như vậy, dù có bán hết toàn bộ số chuối ở đây thì cũng chỉ thu được khoảng 500 đến 600 nghìn đồng. Giá chuối xuống thấp khiến người dân vô cùng khó khăn. Thời điểm đi đài năm ngoái là được cũng được 3-4 ngàn, mà năm nay là lui xuống lên xe là được 2 ngàn thôi. Mà còn không có ai mua nữa. Toàn huyện Hướng Hóa có trên 1.500 hộ trồng chuối. Với trên 2.500 hecta chưa có đầm đào, người dân trồng chuối ở Hướng Hóa lại khó khăn như năm nay. Thì hiện nay thì huyện cũng đang tập trung xây dựng cái thương hiệu chuối, nhãn hiệu chuối tập thể tại Hướng Hóa, và tỉnh thì đã có văn bản đang gửi cho cục sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học Công nghệ. Ngoài ra thì huyện cũng tìm các cái thị trường khác, các cái đối tác khác để nhằm là tìm cái nguồn đầu ra. Trước đó tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận cho một công ty xây dựng nhà máy chế biến và bảo quản nông sản tại khu công nghiệp Tân Thành, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến. Như vậy, người dân trồng chuối ở đây sẽ tiếp tục còn gặp khó khăn trong thời gian tới. Tiếp theo là một thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì cũng có không ít những tập quán và bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Rắc Lai dần bị mai một. Thế nhưng trong cộng đồng người đồng bào dân tộc Rắc Lai ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn những người thợ tài năng bảo tồn truyền thống đan gùi của dân tộc mình, và họ luôn mong muốn nét văn hóa đặc sắc ấy được nhiều người biết đến và được truyền lại cho thế hệ con cháu đời sau. Để làm ra được một chiếc gùi đẹp và bền, người gãy chân phải đi vào rừng chọn lựa những cây lồ ô đủ tuổi để có độ dẻo, đem về phơi nắng hay gác bếp để tạo độ bền và bóng. Trên miệng gùi và dây đeo được làm từ những sợi mây giúp gùi dẻo và khi mang không bị gãy. Người gùi cũng đòi hỏi phải có sự khéo léo, óc thẩm mỹ và kinh nghiệm. Đối với người Rắc Lây, chiếc gùi không chỉ là đồ đựng mà còn là đồ trang trí, thể hiện sự khéo léo và tài năng của người Đan. Tại vì cái nghề tôi phải làm để mà bà con cái mang y rừng, mang kim măng, kim rau, là măng gùi, măng gì cũng phải đầy đủ hết. Dứt khoát là dân tộc phải có cái gùi là quan trọng nhất. Hiện một chiếc gùi có giá bán từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay, làng nghề này vẫn còn mang tính tự phát, sản xuất đơn lẻ. Vì thế, người dân rất mong các cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện trưng bày sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp gắn sản phẩm với tiêu thụ sản phẩm. Có như vậy, nghề đan gùi của người Rắc Lây mới phát triển, góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo hướng đi mới giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chuyển sang phần tin an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt hai đối tượng là Ly Xeo Hòa, trú huyện Simacai, tỉnh Lào Cai, và Hoàng Thị Pây, trú huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng 700 gram. Vào khoảng 2 giờ sáng 14 tháng 8, tổ công tác làm nhiệm vụ tại km 88 quốc lộ 4D thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, phát hiện nhóm đối tượng gồm 4 người đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã áp sát kiểm tra thì các đối tượng đã bỏ chạy. Tổ công tác đã kịp thời khống chế được đối tượng Ly Xeo Hòa. Qua đấu tranh, Ly Xeo Hòa khai nhận đã được một đối tượng thuê vận chuyển đến địa điểm trên để bán. Nếu thành công sẽ được trả công 20 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt khẩn cấp Hoàng Thị Pây về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 2 bánh heroin, 2 xe máy, 2 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, tổ công tác vừa ập vào kiểm tra quán karaoke Ngọc Khoa ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch do Trịnh Thị Khoa làm chủ, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, khi khách đến hát karaoke tại quán, nếu có nhu cầu mua dâm thì các gái bán dâm sẽ đáp ứng nhu cầu với giá 200.000 đồng mỗi lượt. Chủ quán sẽ được hưởng 100.000 đồng. Đây là điểm được cấp phép kinh doanh karaoke, tuy nhiên chủ quán Trịnh Thị Khoa đã đồng tình với việc cho gái mại dâm thực hiện việc mua bán dâm tại các phòng ngủ của quán khi khách có nhu cầu, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian gần đây xảy ra tình trạng bị móc cốp xe máy để lấy trộm tài sản của người dân với giá trị lớn. Lực lượng chức năng của Công an Đà Nẵng đã khám phá và bắt giữ được nhiều đối tượng với thủ đoạn gây án nói trên và đưa ra cảnh báo để người dân biết và chủ động phòng ngừa. Vụ mới nhất do Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đấu tranh làm rõ,
và đã bắt giữ được đối tượng gây án là Vũ Thị Hoài, 56 tuổi, tạm trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khi người này đang có ý định thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn móc cốp xe tại một chợ trên địa bàn. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã liên tục thực hiện các vụ trộm và vụ gần đây nhất đã lấy cắp được điện thoại và tiền mặt của một người đi chợ với giá trị gần 13 triệu đồng. Theo cơ quan công an cho biết, các đối tượng thường thực hiện hành vi này tại các khu vực chợ. Vì thế, khi đi vào các chợ mua sắm, người dân cần gửi xe đúng nơi quy định để tránh những mất mát đáng tiếc. Đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không bỏ tài sản có giá trị vào cốp xe máy, xe tay ga. Trong tiểu mục vấn đề hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một phóng sự ngắn cảnh báo về tình trạng lây chéo trong mùa dịch tại bệnh viện. Thưa quý vị, thời gian này đang là cao điểm của các dịch bệnh. Ngoài sự quá tải khiến công tác điều trị không đảm bảo, thì việc lây chéo tại các bệnh viện cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ dịch sốt xuất huyết đang tăng với tốc độ nhanh chóng, các dịch bệnh khác như viêm não siêu vi, viêm não Nhật Bản, tay chân miệng cũng đang tăng cao khiến công tác đối phó dịch ngày càng phức tạp. Điều lo ngại nhất đó chính là bệnh tay chân miệng, hô hấp có thể lây nhiễm chéo sang bệnh nhân sốt xuất huyết. Thứ nhất là khi mình thấy bệnh đông như vậy đó thì mình phải biết là cái bệnh nào có thể được điều trị ngoại trú được, cái bệnh nào, cái phân độ nào mình có thể điều trị tại địa phương được, như để mình đừng có tránh mà tập trung lên tuyến trên, cái khả năng lây chéo nó sẽ nhiều hơn. Thứ hai là khi mà trong cái mùa dịch bệnh này đó, thì cái thói quen của người Việt mình đó là một người em bé bệnh thì rất là nhiều người vô thăm, thì mình phải hạn chế cái đó, tại vì khi mình vô thăm đó, thì mình đông đúc quá nó dễ gây bệnh, và cái người đi thăm đó lại mang cái mầm bệnh nó về lây cho ở nhà. Và cái quan trọng nhất á, là khi mình nằm trong bệnh viện, mình được phân công nằm cái phòng, mình phân phòng nào đó thì mình nằm phòng đó và mình sinh hoạt ở khu vực đó thôi, chứ mình đừng có đi qua những cái phòng khác mà đi xuống đất rồi đi lên những cái khu vực khác thì nó sẽ dễ nhiễm thêm những cái bệnh khác thêm. Các bác sĩ khuyến cáo đối với dịp phụ huynh có con em đang nằm điều trị tại bệnh viện, cần trông giữ trẻ cẩn thận, vệ sinh cơ thể thường xuyên cho trẻ, không nên để trẻ tự ý đi lại dọc hành lang hoặc qua các phòng bệnh khác. Những trường hợp bệnh nhẹ không cần nằm viện, bệnh nhân có thể về nhà và điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Bên cạnh đó, thân nhân người bệnh cũng nên hạn chế ra vào bệnh viện, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Tài xế có thể tra cứu theo biển số để biết lỗi bị phạt nguội. Nhiều người còn thiếu kỹ năng khi sử dụng bếp ga.